ok, suốt ngày lực đi bảo vệ cho trâu cho bò, không có để cho bò nó thấy nhau, lúc mà mình sát sinh giết mổ giam trâu bò phải đúng điều kiện, phải đúng tiêu chuẩn. Tàu lao cái đất nước chưa có đạt đến cái mức độ đó, con người còn sống như heo mà đòi con heo giống con người. Ủa, con người giống như con heo, đi vô trong bệnh viện nhi đồng hứa coi, vô trong mấy cái gì bệnh viện Chợ Rẫy nữa coi, dòm nữa coi, mấy con người giống như con bò giống heo chết bà luôn á, tại vì con người nó còn sống á, chứ còn mà để heo trâu bò mà nó ngủ kiểu đó nó chết mất tiêu rồi đó. Mình người dân, quý vị là người dân, quý vị còn sống không nổi bằng cái đồng lương của quý vị bây giờ ở Sài Gòn đó. Nếu thật sự đâu quý vị làm 10 triệu quý vị còn chật vật nữa. 10 triệu một tháng tôi quy biết được á, em gia đình của mình cũng vậy nữa, gần 20 triệu một tháng sống còn chật vật nữa. Bởi vì sao? Nếu mà ăn uống mà để ăn uống cho nó đàng hoàng, cho nó đầy đủ, cho nó đúng á, thật sự ra đó là 20 triệu chỉ có đủ đi chợ thôi à. Bởi vì sao? Cái giá cả vật chất á là coi như là nó thậm chí đồ ăn nó còn mắc hơn cả bên Mỹ. À, vấn đề mà thực phẩm cũng vậy, nó mắc hơn bên Mỹ. Mà nếu mà như vậy đó thì làm sao lương cho đủ sống? Cái đồng lương làm ra nó không có đủ bù vô trong những cái khoản chi phí đó. Vậy thì cán bộ sống bằng cái gì? Ai cũng nói trời, đồng lương chết đói, em làm công chức đâu có được bao nhiêu đâu, lương ba cọc ba đồng. Mà ai cũng muốn cắm đầu vô làm công chức hết á, ai cũng muốn cắm đầu vô làm đảng viên hết á. Và thậm chí có nhiều người bỏ ra rất là nhiều, vài chục triệu. Thậm chí có nhiều người bỏ ra được tới vài triệu đô để mà được chạy vô một cái ghế, một cái chân đó, để mà ngồi trong đó. Thì tại sao họ phải có cái hiện tượng đó trong xã hội? Đúng không quý vị? Giờ bây giờ quý vị làm 10 triệu, thật sự ra ở Sài Gòn hay Hà Nội quý vị làm 10 triệu quý vị sống không có nổi đâu. Tiền nhà mất hết 5 triệu rồi, một nửa cái lương trong đó rồi. Ăn uống nữa 3-4 triệu vô trong nữa, còn dư được giỏi lắm chừng mấy trăm ngàn không đủ nữa, đề phòng bệnh hoạn thuốc men nữa. Nghe ở trên thế giới bây giờ mấy thằng khứa mà làm tỷ phú, ông nào cũng MBA quản trị kinh doanh đồ này kia, trường đại học Harvard đồ này nọ, Stanford đồ, nghe còn được chút. Còn này tưởng sao? Trình độ chủ bí. Tưởng sao? Lý luận cao cấp. Cao cấp chính trị. Rồi xong chưa xuống dưới này, thạc sĩ ngành xây dựng bảo vệ đảng, giáo sư. Giáo sư mà ngành xây dựng bảo vệ đảng, ngành xây dựng đảng. Rồi chưa thấy luôn. Ồ, lên gõ cái microphone nè, bụp mà nhớ đó coi lại video. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Tạo hóa sinh ra cho chúng ta quyền làm người. Chúng ta được quyền tự do ngôn luận, được quyền sung sướng, được quyền hạnh phúc, được quyền mưu cầu hạnh phúc. Ok, cái đó rõ lắm, người dân Việt Nam ai cũng rõ lắm, không có gì quý hơn độc lập tự do. Rõ ràng luôn, chính xác, trăm phần dầu vậy luôn á. Rõ microphone ở trên thế giới có một người duy nhất à. Hồi ta thử microphone đó là testing hay là alo 1234. Còn có một người duy nhất ở trên thế giới này á, là phỏng là lên thử microphone là tôi nói đồng bào nghe rõ không. Mà đồng bào nghe rõ cái câu đó dữ lắm luôn á. Tạo hóa sinh ra cho con người được quyền làm người, phải không? Được quyền mưu cầu hạnh phúc mà luôn trong đó luôn có cả cái quyền sung sướng nữa. Rồi xong đã đời. À, Bộ trưởng Dương Đình Huệ bắt đơm đớm bỏ vô quả cà rỗng để học bài. Rồi mẹ của Bộ trưởng nói rằng ông thằng Huệ nó rất là thông minh. Rồi xong rồi đã đời, đã xong rồi. Gỡ đầu đến cái gì? Áo rách tay đơn giản giản dị. Phu nhân của chủ tịch nước đi xe cúp